Xanh á, em không biết nữa, chị xem tên ở đấy.
chắc là nó cái đấy tính mạng đi, sinh tồn. Giờ em đang bảo mà mẹ em chuẩn bị đồ cho em gửi gửi cân bạn em nó còn lên. Cần gì nữa không? Trốn trốn trốn. Trốn ở trong cây à? Không, trốn cây nó vẫn tìm ra chứ, chị phải đào hầm xuống hầm ấy. Chị không đào đất đấy mà. Dạ? Ừ. Ấn, ấn chút phải, giữ. Ở đây toàn mùi đồ nhở? Chưa mùi không? Hôm Tết em mua kẹo à? Tại vì hôm đấy là em thèm kẹo ngô lắm rồi ấy, em mua ấy. Chỉ các tố mình thôi à. Hoặc là mình lấy em bảo em có
ra một lỗ ấy. Như thế này nó tránh được. Trời sáng chị đang bị hết rồi. Ừ. Tối rồi em phải đào hầm. Nhảy xuống hầm. Chị đi đục xuyên ấy. Đục cuối cùng rồi. Đấy thì phải đục lâu. Đi làm. Em xem phim nha. Ừ. Biết lẽ, ai mua lẽ 130.000 mới mua sắp chiều mới mua. Mày mua á? Bố. Vậy á, bố mua cho mày á? Bố mua cho mày á? Kinh ạ. Kinh vậy. Cái đấy hay mày bỏ túi đấy mai mang gửi cho con tao. Gửi cái túi đấy đi. Thôi ơi, tao đang chơi Minecraft. Tao đang chơi Minecraft. Tao đang chơi Minecraft. Chơi cái game của Vũ ấy. Mang gì? Mang gì mẹ? Cá. Cá thôi. Lên đây mấy nữa chúng nó. Nay chúng nó lên rồi. Ăn gì thì mình ăn đấy. Sĩ. Vâng. Đang ngồi chơi vậy. Mai học rồi đi chiều nha, mẹ và mẹ mang xuống từ sáng này. Mai học đi đâu? Mai học lên. Mấy giờ? Không biết. Em đi buổi chiều mà. Vậy mà không học hành, mày mới chơi game thôi. Bây giờ mang đây để mang cho chọn tao rồi được. Wow, trời tối rồi. Chị không lên được lỗi mà. Trời sáng chị đi tắt không lên.
nghe được không? Chị bị kín rồi. Thế rồi em phải bịt mấy cái này lại phát. Bọn tội săn đến nơi. Vũ khí ở trong sinh tồn hả? Vũ khí thì em chê. Em không biết. À, con này đau quá. Nó to. Chị ấy đi nhờ. Chị đào xong rồi. Ví dụ hố sâu quá thì chị làm như kiểu bậc thang lên đi. Em bây giờ em lên xem ngươi chúng nó. Xem chúng nó nhảy vào được cái chỗ tường của em không.
beard.
Em phải tố nó à? Ủa à, anh lạc vẽ đấy sao? Trần cung ở đâu chị? Đấy. Trần cung ở đâu? Trần cung. Trần cung ở đâu? Bắc Từ Liêm. Bắc Từ Liêm. Bạn em nó học ở bên đại học gì ạ? À, cao đẳng. Phương. Phương nó làm phát hàng ở đấy, phát hàng ở Trần cung ấy. Thế thì bây giờ thấy vừa nãy em lướt thấy tự nhiên rồi nó tuyển nhân sự hộ ấy, nhân viên phụ bán hàng. Xa sau Tết thì nhiều chỗ tuyển việc cực. Chị mới rồi, chị thích cái công việc mà ngồi một chỗ như vậy hay là đi lại nhiều hơn? Đi lại hơn tùy bạn, có lúc này kia. Em thấy mình kiểu ngồi một chỗ hơi hơi chán hơi nhỉ. Chị người sao chị không thử làm content creator trời? Người này bây giờ kiểu nhà em nó gọi xong nó khoe cái đèn bố em vô cho nhìn cô già. Lần trước em dùng cái đèn cái gì nhỉ, cái gì của nhà Quang này, dạ Quang à, cái gì đèn ấy, cái đèn mà kiểu cái đèn học màu vàng vàng mà nó dài dài xong nó có bảng kiểu trường bên dưới. Chúng ta đèn đấy hồi đấy là phổ biến lắm đấy mà. Ừ. Chị có dùng đèn đấy chưa? Ừ. Em dùng mấy năm cơ mà. Bền lắm. Kiểu ví dụ như kiểu nó hỏng. Dạng đông à? À đúng rồi, dạng đông. Đúng rồi, Quang má. Má ơi. Không nhớ là. Ừ, dạng đông. Em toàn dùng nhà dạng đông thôi. Cái đợt mà nó nổ cái xưởng sướng hay cái gì kho ở Dạng Đông ấy, kinh thật. Bao nhiêu làm đủ mấy lần liền vỡ. Đi cũng phải là cầm đúng không? Cầm cứ kiểu cầm nghĩa đun bằng ấm siêu tốc xong đúng không? Đi vào cửa nhà, thế là cái em cầm lên xong nó lăn mẹ một phát vào cái chỗ mà cái thành cửa ấy này. Thank you.
mẹ em ở nhà thì kiểu hay sửa các thứ lắm, nhưng mà lúc em đi học ấy hay gọi điện cho em lắm, không nhận hỏi các thứ ấy. Ở nhà thì là chị ấy ăn kẹo không? Thank you.
thích nhở, sáng sáng ở Việt Nam tối sang Trung Quốc. Đi chơi ở Lào Cai em thích nhở? Ừ, mình gần Lào Cai hơn là cả mấy người khác. Phải đâu? Cái anh hàng xóm của em ấy, anh ấy phi cái con EX150 đó. Đi đi buổi sáng là chiều tối mà. Đi mấy tiếng ấy. Nói chung là đi xe đấy đi nhanh ấy. Cái xe mà kiểu như kiểu xe đua ấy chị. Đi nhanh lắm. Lúc sáng mới bảo là đi ra đấy đi làm ấy, xong thầy đã check in đấy rồi. Anh làm bên như kiểu là chị biết mấy cái hạng như kiểu là thầu xây dựng xong rồi là chỉnh các thứ. Anh trai của anh đấy cũng làm cái đấy nhưng mà còn là đi chạy xe taxi, để xe như hồi dạng taxi ấy. Cái bác của anh đấy là bác con bói đấy. Em thấy người mình biết bảo ok lắm mà xem thấy đúng nhận sai cãi. Đi chơi được. Lóng Cai không sang được đâu. Cửa khẩu Lóng Cai đang bị cấm mà. Đang lách mình sang Thái. Ô em xem chúng nó đi sang Thái cũng rẻ. 5 triệu mấy một cái vé máy bay. Như kiểu là xin Bùi Thảo Lê sang Campuchia làm á. Campuchia nạn mà buôn người. Đi nước mình đấy. Đẹp không? À, có gì chơi, chơi.
mạo hiểm nè. Chị lên đi, chị đưa suối cá chưa? Suối cá Sầm Sơn em thấy nổi trên TikTok lắm. Đi cá mà cá to là cục. Hả? Cá à? Suối cá mà. Mà người ta kiểu dùng nước đấy người ta nấu uống luôn đấy. Nước đầu nguồn mà suối đầu nguồn ấy. Mười nghìn một vé vào vườn sinh thái. Vé giả vậy. Và đấy kiểu khu vườn rất là rộng, nên không có những kiểu gì mà làm ăn hết. Và mình có đầy đủ quả để ăn được gì ăn. Hôm nay được cái là đi ăn hải sản hết 1 triệu. Wow. À, tắt là ở đấy. Cơm với canh online. Wow. Kinh dị luôn. Cơm với canh online. Em giờ ăn cùng tôi em khát nám. Chị lâu lắm rồi không ăn cùng tôi hả? Nè em chồng cùng tôi luôn. Đông này chồng. Em chưa đi bao giờ. Nhưng ở Ninh Bình, nhưng mà em đi một bài lính thôi chị ạ. Về cái chỗ gần em. Ơ, vào làm thế nào? Đợt vừa rồi em đi là 60 nghìn một vé xe điện. Tăng. Bài lính làm gì có đỏ không chị? Làm ai hả? Chả ai không biết. Hôm đấy là tại vì chúng nó có nghĩa là em đi với bọn hướng nội ấy chị. Chúng nó chỉ đi gọi là đi cho xem, đi cho biết thôi. Trời ơi, mình đi để chơi. Đấy là thứ thank you.
giác của người lớn giờ mình mới hiểu. Nhưng mà hồi bé thì mình rất là thích mong lớn, đi làm có tiền này kia. Nhưng hồi em thi đi lên đại học rồi sau em làm, không biết là hồi đấy là nhà em vợ bảo là mẹ em thì vẫn muốn ý là cho em học, nhưng mà kiểu đồng nội nhà em thì bảo là đi học làm cái gì các thứ ấy. Xong là nói cái gì nhỉ, ngay cả ông bà em, bà nội em cho nó đi làm đi rồi nó nuôi em, nó học sau này em nó học thì ấy hơn, chính là cho em học chứ còn em không cần học làm gì hết. Xong lúc đấy là em cũng em kiểu em bảo mẹ em làm đi học thì sau này có tiền chúng mình chơi đó, chứ còn ví dụ như đi làm thì cũng có tiền được đấy, nhưng mà nó lại ấy không đi học thì bao giờ chẳng được. Mình đang ở tuổi ăn tuổi học mà. Đi làm sớm, suy nghĩ sớm, mệt. Trời ơi, nhìn cái ngoài trời không khí kiểu cảm giác kinh khủng, không biết là trong sương mù hay là trong đây chơi là ánh sáng. Ôi đây có người xem à. Thank you.
anh đi ăn cơm chị. Nhìn cái túi quần áo không biết rồi, anh đi tắm ở bên đấy rồi. Hả? Anh đi vệ sinh cái lúc mà mình không biết, anh không ở đây chẳng hạn. Chị nghĩ sao, sao mà nhịn được? Mà cái tiếng ồn kinh nhở. Chị nghĩ là tiếng ồn của xe cộ hay là tiếng ồn của dạng như kiểu của điều hòa xung quanh máy hút ấy các thứ. Phiền lo đang bùa vây. Nghe tiếng như kiểu tiếng nước chảy đấy. Em ngồi nghe đây. Nghe tiếng như kiểu nước chảy luôn đấy. Như kiểu cái tiếng như người ta xịt rửa cái gì ấy. Trong cái sáng tạo này mình chỉ phải sáng tạo thôi chị ạ. Ok, em xin lỗi nhá. Không, mình không lo hết. Thế là để chưa ăn gì nữa.
Xong rồi đấy nhé, rồi em sang bên này, tắt máy đấy đi, xong sang bên này, làm một video bên này nữa, và